Mới 8 giờ sáng mà chi nhánh Bành Văn Chấn đang tiến hành bàn giao nhanh gọn chiếc piano Kawai BL51 màu đen bóng đến gia đình anh khách tại quận 7. Một chuyến bàn giao với bầu không khí chuyên nghiệp đang diễn ra. Khi đàn đang ra xe, hãy cùng mình tìm hiểu xem model BL51 này có gì đặc biệt nhé. Kawai BL51 mẫu đàn luôn được yêu thích trong dòng Kawai BL, nổi bật với màu sơn đen bóng sang trọng, âm thanh chất lượng nhờ sâu bo gỗ vân sam cao cấp, khung đàn gang chắc chắn, dây thép siêu bền, mũi đàn bằng lông cừu và pedal tạo độ vang hoàn hảo. Đàn đã lên xe thành công, sẵn sàng lên đường. Và đặc biệt, công ty Minh Phụng Music đang có chương trình ưu đãi giảm giá tất cả các sản phẩm piano cơ, piano điện, organ lên đến 20-30%. Hãy đến với hệ thống showroom Minh Phụng tại 347 Điện Biên Phủ, phường 4, quận 3, 98 Bành Văn Chơn, phường 7, Tân Bình, 56-7, Tân Thới Nhất 17, phường Tân Thới Nhất, quận 12, hoặc gọi số hotline 0919 768606 để được tư vấn thêm. Xin chào và hẹn gặp lại!